Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2015, chúng tôi đang có mặt tại chùa Phật Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, văn phòng Hai Viện Hóa Đạo thuộc thành phố Huntington Beach, miền Nam Cali. Để tìm hiểu thêm về ngày lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Phật Quang, chúng tôi xin giới thiệu chị Chi Huệ là một thành viên của ban tổ chức. Chị sẽ nói đôi nét về cái buổi lễ Phật đản Phật lịch 2559 ngày hôm nay. Kính chào anh, kính chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi là Chi Huệ. Kính chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi là Chi Huệ, thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, văn phòng Hai Viện Hòa Đạo. Thì hôm nay đây là một buổi lễ Phật đản đầu tiên kể từ ngày chùa Phật Quang được thành lập tại thành phố Huntington Beach. Thực sự là một ngày lễ Phật đản, nhưng mà tất cả các Phật tử từ các nơi khác xa vân tập về đây. Theo chúng tôi được biết là cũng có hơn 100 đơn vị từ xa về để dự lễ Phật đản hôm nay. Và quan trọng nhất là đây là buổi lễ rất đầu tiên mà có những người từ xa về và cũng chưa biết là chưa bao giờ có dịp đến thăm chùa Phật Quang kể từ ngày được thành lập. Cho nên là đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt. Bên cạnh đó, theo chúng tôi được biết thì có rất là nhiều các vị những hào thân sĩ cộng đồng cũng tham gia. Lễ Phật đản hôm nay thì hôm nay là ngày lễ chính, nhưng mà thực sự hai ngày có những cái chương trình Phật sự rất là đặc biệt, Phật sự và tiếp xúc gặp gỡ cộng đồng cũng như cả cuộc thăm viếng cả cái tượng đài trong vòng vùng Nam Cali này. Kính thưa quý khán thính giả, chị Chi Huệ vừa nói tới là trong 3 ngày cử hành đại lễ Phật đản thì cũng có những cái việc mà đã làm. Như ngày hôm qua chúng tôi đã đưa tin là Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, văn phòng Hai Huyện Hóa Đạo cũng đã đi thăm các tượng đài Đức Thánh Trần, tượng đài Việt Mỹ cũng như tượng đài Thuyền Nhân trong vùng Little Sài Gòn. Và thưa chị, hôm nay thì chúng tôi thấy cũng khá đông. Và chúng tôi có một điều hơi thắc mắc, không biết là thường thường chúng tôi thấy bất cứ một buổi lễ nào thì cũng có phần trai tăng trước đó chị. Thì chị có thể nói sơ qua về cái việc đó thôi chị. Thực sự cái vấn đề trai tăng á, là một trong những cái nghi thức rất là quan trọng trong Phật giáo. Trai tăng là cho các chư tôn đức dùng bữa trưa. Sau buổi trai tăng đó thì tất cả mọi người sẽ vân tập vào trong chánh điện để có một buổi lễ chính thức được diễn ra. Và chính cá nhân của chúng tôi hôm nay về đây rất là hoan hỷ, tại vì nhìn chung quanh đó, có những cái đại diện cộng đồng, cả cơ quan báo chí đại diện, giống như chẳng hạn như anh đây từ đài SCBN. Cho nên đây là một niềm khích lệ rất là lớn đối với quý chư tăng trong văn phòng 2 và đối với cá nhân của em là một người ủng hộ và làm việc trong giáo hội. Chị Chi Huệ, trước khi mà tới chị sinh hoạt tại chùa Phật Quang đó, thì chị sinh hoạt ở đâu? Thưa anh Đại Nam, chúng tôi tới từ Dallas. Từ xa, một trong những người từ xa về. Thì bên Dallas thì em sinh hoạt tại chùa Từ Bi, một trong những đơn vị của văn phòng 2 Viện Hòa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Xin chúc mừng chị tới miền Nam Cali. Và thưa chị, qua những cái buổi lễ như vậy đó, thì khi lần đầu tiên được tổ chức lễ Phật đản tại chùa Phật Quang là một ngôi chùa mới, là đạo của văn phòng Hai Viện Hóa Đạo nữa, thì cảm xúc của chị là sao? Cái cảm xúc của em phải nói là không nói lên lời. Phải nói là trước khi tới đây thì mình rất là cảm thấy giống như một ngày lễ hội, một ngày Tết, và một cái cảm giác rất là ấm cúng. Những người con Phật bay về, nhất là những người con Phật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trải qua bao thăng trầm vẫn giữ được lòng tin. Và cái niềm xúc động lớn lao của em là ngay tại vùng Nam Cali này đã thấy sự hiện diện của rất là nhiều thân hào nhân sĩ, sự quan tâm của báo chí, đã giữ vững lòng tin cho giáo hội, giáo hội của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Và hy vọng trong tương lai các đồng bào Phật tử đồng hương Cali tiếp tục ủng hộ và đến thăm viếng chùa Phật Quang, một trong những ngôi chùa chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Sau phần chư tôn đức cắt bánh sinh nhật cúng dường và làm lễ trai tăng, đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 đã được chính thức khai mạc trong chánh điện bằng diễn văn của Thượng tọa Thích Giác Đẳng,
quyền chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đức Thế Tôn ra đời cách đây 25 thế kỷ. Nếu đem thời gian 10 năm so với 3 triệu năm, thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng loài người quả thực đã tồn tại ở trong một thời gian rất là dài, và chúng ta không có bao nhiêu ánh sáng của tâm linh. Có lẽ hôm nay chúng ta sống ở trong một thời đại mà có quá nhiều sách vở, quá nhiều trường đại học và quá nhiều văn tự, thì chúng ta thấy rằng việc đó là bình thường. Nhưng mà nghĩ tưởng về một dòng lịch sử tồn tại của con người ở trên mặt đất này, thì chúng ta thấy rằng ở xuyên suốt trong thời đại đó không có bao nhiêu khoảng thời gian mà nhân loại sống rõ ánh sáng của trí tuệ. Và Đức Phật này đã ra đời ở trong một cái thời đại gọi là bình minh lịch sử của nhân loại, từ Âu Châu sang tới Biển Đông, sang tới Nam Á. Thì quả thật Đức Thế Tôn là vị đạo sư mà đã mang đến cho loài người một thông điệp rất là rõ ràng về đời sống tâm linh, về đời sống cái sự quan trọng của trí tuệ. Nội tâm thanh tịnh, ít phiền não thì an lạc, và trí tuệ để thắp sáng thì sẽ đưa chúng ta đến chỗ tốt đẹp. Và do vậy sự ra đời của Phật là một điều rất là hoan hỷ. Giáo pháp của Đức Phật cho chúng ta một sự gợi nhắc rất là quan trọng là càng hiểu đúng với sự thật, dù đó là những sự thật mà chúng ta không muốn nhìn như là vô thường, khổ, vô ngã, dù đó là những sự thật mà chúng ta không muốn thấy, ví dụ như là cái phiền não ác quấy đến bản thân của mình, hoặc là đó là những sự thật mà thưa quý vị, nó phải mất nhiều năm tháng lắm. Ví dụ như Đức Thế Tôn từ 25 thế kỷ về trước, Ngài đã dạy rằng trái đất mà chúng ta đang sống ở đây rồi một ngày nào đó cũng sẽ vô thường và quý vị. Thì thứ gì, một điểm khác mà Đức Phật Ngài gửi chúng ta là nếu những người tu hành mà sống với nhau trong tinh thần hòa hợp thì đó là một cái niềm an lạc, một niềm hạnh phúc rất lớn. Quả thật như vậy, chúng tôi có một cái kinh nghiệm rất là quý báu là sống ở những ngôi chùa nào mà những vị tu hành hòa thuận với nhau, sống ở trong cộng đồng mà các vị lãnh đạo tôn giáo, những người chịu trách nhiệm về tinh thần nhìn nhau bằng cặp mắt kính thương, thì thưa quý vị, ở đó chúng ta tìm thấy được những giá trị rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Câu sau cùng mà Đức Phật dạy đó là một điều hạnh phúc, đó là tứ chúng cùng thuận hòa để tu tập. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có mặt ở trong khu viên chùa, ngôi chùa Phật Quang này. Ở giữa chánh điện là bàn thờ của Đức Thế Tôn, và phía bên tay phải quý vị là bàn thờ của Hòa Thượng Viện Trưởng, Ngài vừa di tịch cách đây vài tháng. Chúng tôi nhớ rằng trong thông điệp Phật đản năm rồi, khi mà Ngài còn tại điện, thì Hòa Thượng của Viện Trưởng Ngài đã thức lên lời kêu gọi về một hình ảnh mà tứ chúng là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đồng thủ hòa, hài hòa tu tập. Và trong kinh gọi là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Thật ra đó cũng là một ở trong những trọng tâm mà giáo hội kêu gọi, và chúng ta cũng tìm thấy ở trong kinh Phật. Không có gì quan trọng cho mặt, tất cả chúng ta ý thức được cái rất khác biệt giữa mỗi chúng ta. Chúng ta là nam là nữ, đến từ nhiều tuổi tác khác nhau, từ nhiều gia thế khác nhau. Tuy nhiên, có những cái chúng ta rất giống nhau. Chúng ta có niềm tin ở Đức Phật. Chúng ta có niềm tin ở một tương lai dân tộc tự do dân chủ. Chúng ta có niềm tin ở tình người. Chúng ta có niềm tin mãnh liệt ở sự nỗ lực để cải thiện đời sống của chúng ta. Và chúng ta phải dùng cái mẫu số chung đó để mang lại chúng ta với nhau. Và ngôi chùa này, thưa quý vị, có thể không phải là một ngôi chùa lớn. Và Phật tử ở đây cũng là Phật tử ở trong giai đoạn tiên sơ thời chưa đông đảo. Nhưng mà điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm được đó là chỉ một ngày thôi, ngày mừng Đức Thế Tôn ra đời, tất cả chúng ta vẫn tập nơi này, dù là tăng, dù là ni, dù là nam cư sĩ, dù là nữ cư sĩ, dù là người tu theo tông phái này, tu theo pháp môn kia, dù là những người mới đến hay là những thành viên lâu năm, tất cả chúng ta cùng lắng động tâm tư, nghĩ tưởng về Đức Phật,
nghĩ tưởng về những gì mà chúng ta có. Cách đây 12 năm chúng tôi sang Úc, chúng tôi gặp một học giả người Úc. Khi mà ông gặp chúng tôi, ông có nói rằng ông đang biết về một quyển sách lịch sử của Đông Nam Á. Và ông có nói với chúng tôi một câu mà chúng tôi về có thưa lời với Hòa Thượng Phó Tăng Thông. Và Ngài rất là quan hệ. Ông nói rằng Đạo Phật có một lịch sử bằng vàng. Lịch sử đó bỏ thành bí bạc cũng không mua được. Đó là lịch sử của một tôn giáo hòa bình, của một tôn giáo trí tuệ. Không có ai có thể nhân danh Đức Phật và nhân danh lời dạy của Ngài để mà tàn hại, tổn hại chúng sinh khác. Và bất cứ ai làm như vậy đều đi ngược lời dạy của Đức Phật. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.